bạn thấy cua không? Cua rất là bự, 50 đô một ký. Rồi ăn. Sao không có?
Ngọt. Có hàng miếng chả cá. Ngon. Ăn cơm trong nhà vậy nè. Nóng cúng ngon, không khí cho nó ngủ. Lạnh lùng quá. Ở nhà mình dạo này sao rồi các bạn? Sáng mình đi ngoài đường đông dễ thương quá trời luôn. Mình có quay được không? Đang ngồi mình uống cà phê mà quá trời ngoài đường đông á, chưa có tâm, chưa có gì trơn, sợ lắm á, nguy hiểm lắm mà. Sáng đi không biết ai ra khẩu trang luôn. Ra khẩu trang ra đường ấn gì ý thì nhanh về á, không dám đi lâu à. À, mình xử cua luôn. Lấy cái cạn cho nó nỉ á. Bự ra không? Hải cạn nó bự như cái mặt của mình luôn. Bé cua mặt măng giống tôi. Ở đây mình thử cái cạn cho nó nỉ nha mấy bạn. Coi nó sao. Ở nhà mắc cười quá, kêu mọi người đi vô chung clip cái bây giờ được có clip rồi, rồi giờ ai cũng không chịu vô hết trơn. Bà tự làm đi, bà tự người ăn đi. Ngồi cái bên không ai chịu vô clip không, tới lần quay clip xong nó né ăn bên. Mạng phép nha. Cám miếng muối tiêu xanh. Cho niệm cái, niệm không chưa ăn, mẹ ăn luôn. Buôn ra, buôn. Ngon. Không sáng nó ông bán cua đâu không dễ thương. Ý, con này con trai ổng không có gặp gì hết vậy mà ổng nói với mình là quá hết rồi sợ xe nó trời ơi quá nhỉ. Ăn không nhỉ? Ăn cua không? À nhỉ, ăn cua không? Thật ngọt thật. Xử xong cua rồi đó các bạn. Cua thịt nó thơm. Mà ở Úc á, hải sản khó có lựa được ngon á. Không biết nữa. Theo các bạn, đồ ăn còn quá trời luôn. Tại vì nhà mình ông xã đi làm á, thì mình làm dư chút xíu để cho ông xã phải quay đi làm. Video clip đến đây kết thúc nha các bạn nhớ like và subscribe cho Linh nha, để Linh có thêm động lực rất vui cho cuộc sống này. Và lời cuối cùng Linh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của Linh. Và hiện tại bây giờ được 1.000k. Được 1k. 1.000k chắc mưa các bạn. Ok, thank you, see you ha. Bye bye.